con về đó hả muội? Dạ con mới về mẹ ơi. Mẹ thấy sao rồi? Mẹ lạnh, mẹ đói quá con. Bây giờ con đi kiếm dây chai mà không có ai mua hết á. Bây giờ lấy đâu ra tiền để mua đồ ăn? Không lẽ hai mẹ con mình nhịn đói hả? Thôi mẹ nằm nghỉ đi, để con đi kiếm đồ ăn cho mấy mẹ con mình nha. Ừ. Chú ơi, mẹ con bệnh, bữa giờ không có đồ ăn ăn. Chú có cái gì ăn không? Cho con xin một miếng nha. Con nhà mà cũng thương quá vậy. Chú má bị tê xe, chú đâu có gì đâu. Bữa nào em, dạ, con vô xuống tông, to tông nó giàu lắm. Dạ, vậy dạ, con cảm ơn chú. Bữa nào chú quấy chú cho ha. Dạ. Dễ dạ. Dễ thương. Thùng rác không có gì ăn hết vậy chị ta? Ủa, đi sinh tố ai để đây vậy? Uổng quá à. Chị coi còn uống được không? À, còn uống được nè. Hay là mình đem về mình cho mẹ uống đỡ vậy? Hai nhỏ kia mày đi đâu đó? Tôi đi đâu thì liên quan gì tới mấy anh? Thôi, những nhà nghèo chúng tốt quá đâu dục giờ mà lấy uống. Thì tôi nghèo thì tôi lấy của mấy anh tôi uống chứ. Không, không chịu. Con qua tao dục rồi mày không được lấy. Thôi, ủa nhưng mà tại vì tôi nghèo mà. Chừng nào tôi giàu như mấy anh đi thì tôi lấy làm gì? Thôi tao không có nhiều mày. Tao dục rồi, mày đem lại cho cũ dục cho tao. Thôi hay là mấy anh cho tôi đi mẹ. Thôi tao không có nhiều lắm. Ngại người ta mới lậm trước mặt sao mấy anh dành. Không là tôi báo cảnh sát. Cảnh sát với công an á. Tôi có ba người lặn đi bắt tên trộm. Đưa tôi, không là tôi gọi cảnh sát với công an tới bắt hai bạn á. Rồi tôi nhốt vô tù rồi tôi trói bạn lại á. Chị nói gì vậy? Xin tố này là hôm qua tôi giục con hoàng rác. Con nhỏ đó không có quyền là muốn. Mà con, mà chị đó lụm trước hiểu không? Nhưng mà nó không có quyền. Trả lại không? Không. Không là chứ, báo công an với cảnh sát của chị á. Trả lại không? Bây giờ sao mày? Tôi báo công an gì? Trả đi. Trả đi. Rồi ơi. Xin tới cô chị nè. Chị cảm ơn em. Đi tìm chỗ khác đi. Cái này có ghế trống nè. Ủa trời, sao ba mẹ chị đâu rồi? Mẹ chị bị bệnh. Ủa mẹ chị bị bệnh nên mẹ chị ơi vô nhà hả? Chị không có nhà, mẹ chị bệnh đang nằm ở gần đây nè. Ủa gì ba chị bỏ chị đi hả? Đúng rồi, ba vậy chị bỏ chị. Vậy nhà chị ở đâu rồi? Chị không có nhà, chị ở trước nhà của người khác á. Ba chị bỏ chị rồi, còn chút, có mình chị. Chút, à. Chút, ê, chị, chút, em mới chuyện với chị xong. Rồi em bắt hai tên trộm vào nhà tù ha. Ừ, chị cảm ơn em nha. Ừ. Nếu mà có tên trộm lấy đồ ăn của chị thì em sẽ... nói rồi chị sẽ nghe rồi chị bắt đúng không? Rồi em sẽ cho hai tên trộm vào tù. Cảm ơn em nha. Phạt 6 lần để cho tên trộm biết hàng lỗi của mình rồi. Thì hai tên trộm xin lỗi chị ha. Chết, chị còn mẹ ở nhà. Thôi gặp lại em sao nha, bây giờ chị phải đem xin tố về cho mẹ rồi. Ba chị, ba em. Mẹ ơi, con kiếm được xin tố cho mẹ rồi nè. Mẹ ngồi dậy uống cho đỡ nha. Thôi con uống đi. Dạ thôi con uống rồi, mẹ uống đi. Dạ, chị cảm ơn con nha. Ngon không mẹ? Ngon.
Vậy mẹ đỡ chưa? Mẹ đỡ rồi. Giờ thôi mẹ nằm xuống mẹ nghỉ ngơi đi, con làm việc tiếp. Con đi lấy đi chai tiếp để kiếm tiền. Ừ. Dạ. Mẹ ơi. Ơi. Con đi gì? Ủa sao chị kia? Chiều giờ con đi đâu vậy? Nè lẽ chiều con mới bắt mấy anh kia chuẩn bị con cho mấy anh vô tù rồi. Ừ, sao cho mấy anh vô tù? Mấy anh nó làm tại gì? Mấy anh lấy sinh tố của chị kia à. Còn mấy anh nói ê con nhỏ kia mà cảnh gì vậy? Tôi đâu có hỏi mấy anh mà xin tố hả? Giục ngay cho tôi. À vậy hả? Nè nè cho mày hỏi nè. Rồi rồi con kiếm đồ uống cho ai? Dạ cho chị kia với mẹ kia. Dạ chị đó với mẹ chị đó hả? Dạ ba ba, ba 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 của chị kia dặn bỏ đi rồi. Mà sao con gặp hai mẹ con của chị đó? Tại con qua cái con bắt hai tên trộm rồi con nói chuyện rồi con chuẩn bị cho mấy anh vào tù. À hai người đó khổ lắm hả? Từ từ để mẹ lấy cho, lấy sữa uống hả? Trời ơi sao không cái gì mà lo cho người ta dữ vậy ta? Thương quá à. Nè đem sữa ra. Cảm ơn mẹ. Đi cẩn thận nha con ơi. Dạ mẹ ơi, mẹ rất tiền cho chị kia không đi cho chị kia không có tiền nên mẹ có tiền không? Ủa vậy hả? Giờ cho tiền chị đó bằng chị đó mua cơm ăn hả? Dạ đi không chị đói đói thì mình cho sữa không được hả? Mình phải cho thêm tiền hả? Ờ rồi để mẹ coi nè. À không biết mẹ có tiền nè. Nè như đây đủ cảm không? Cảm ơn mẹ. Dạ đủ. Rồi cẩn thận nha, đi cẩn thận cho chị rất tiền nha. Ta mẹ. Hai con. Mẹ ăn đi mẹ. Chào cô, chào chị. Em có hai hộp sữa cho cô với chị nè. Ừ, chị cảm ơn em nha. Hộp tiền lên nè chị. Ừ, chị cảm ơn em. Mẹ ủa, cho sao em biết chị ở đây mà đến tìm vậy? Dạ, tại mẹ cho em hộp sữa. Tại em thấy chị không có nhà, còn ba chị đi là đi bỏ rồi. Ba ơi ba chị dặn nên ba chị mới bỏ đi hả? Rồi 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 mẹ em cho sữa cho mẹ cho chị cô quá nên hôm nay sáng mai khi nào cô với chị có gặp căn vấn đề á em sẽ đến em sẽ giải quyết. Ừ chị cảm ơn em nha. Dạ sao em tốt quá vậy? Ước gì trên đời này có nhiều người tốt giống em thì hai biết mấy ha. Dạ tại em thấy chị nghèo quá nên em mới lấy á. Giờ em phải đưa hai tên trộm mày đến nhà tù rồi em sẽ nói chuyện với cô với chị tiếp. Ừ chị cảm ơn em. Chú mua vé số không chú? Ờ tôi bán vé số. Còn nhiêu tờ? Giờ còn 5 tờ. Cho tôi hết 5 tờ đi. Ê, cảm ơn nha, cảm ơn này bán hết sớm. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, bây giờ ra tù. Con đúng tù. Tù kìa tù. Sao? Cô đâu có làm gì đâu xe. Đúng rồi nha. Ba mẹ cứu cô. Ba mẹ. Chơi lại.
chú dê. Thôi, nhận lại của mình 6 lần luôn. Thôi tôi ghê. Đu ơi đu. Không nha bé ơi. Tôi ghê.